Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành kết luận số 60 của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đối với cấp cơ sở là tháng 4 năm 2020, cấp huyện và tương đương là tháng 6 năm 2020, cấp trực thuộc Trung ương là tháng 9 năm 2020. Thời điểm tính tuổi tham gia chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội là tháng 5 năm 2021. Thời điểm tính tuổi tham gia các chức danh lãnh đạo mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội là thời điểm đại hội ở các cấp của mỗi tổ chức. Về độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, theo chỉ thị 35, những nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội nói chung phải đủ tuổi công tác từ hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng chọn một nhiệm kỳ. Những nhân sự được giới thiệu tái cử cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội nói chung phải đủ tuổi công tác chọn một nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1 phần 2 nhiệm kỳ, tức là 30 tháng trở lên tại thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy ở mỗi cấp và chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội tại thời điểm bầu cử. Riêng nhân sự ủy viên Trung ương Đảng sẽ do Bộ Chính trị nghiên cứu xem xét trình ban chấp hành trung ương quyết định. Ngày 25 tháng 10, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bảo Yên tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2019. Trong thời gian học tập, các quần chúng ưu tú sẽ được học tập nghiên cứu 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua học tập, học viên sẽ được trang bị những lý luận cơ bản về xây dựng đảng. Trên cơ sở đó, bản thân mỗi quần chúng ưu tú sẽ nâng cao ý thức tu dưỡng rèn luyện về mọi mặt cũng như xác định phương hướng phân đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 25 tháng 10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm với nhân dân của các phường Kim Tân, Phố Mới, Cốc Lếu, Duyên Hải, Bắc Cường tại hội nghị người dân đã đặt nhiều câu hỏi và nêu lên thực trạng đáng lo ngại hiện nay thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ thực phẩm nhập lậu thực phẩm giả thực phẩm kém chất lượng không đảm bảo an toàn vẫn lưu thông trên thị trường ý thức chấp hành pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm chưa cao các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ khó kiểm soát việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm còn nhiều khó khăn đặc biệt các chợ tạm bếp ăn tập thể ở các trường học bếp ăn lưu động còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ngộ độc thực phẩm Người dân mong muốn Ủy ban nhân dân thành phố, đặc biệt là cơ quan chức năng như y tế, thú y, bảo vệ thực vật, quản lý thị trường cần tăng cường kiểm tra, kiên quyết và triệt để hơn nữa trong việc xử lý các trường hợp vi phạm và cố tình vi phạm. Tiếp thu ý kiến của nhân dân tại buổi đối thoại, thời gian tới thành phố sẽ đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền hướng dẫn pháp luật về an toàn thực phẩm phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh triển khai triệt để các biện pháp kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, tập trung kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn hàng hóa thực phẩm lưu thông trên thị trường. Từ năm 2014 đến nay, nhận được nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng, xã Nậm Cang huyện Sapa đã xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn tiền hiệu quả. Có nguồn dịch vụ môi trường rừng, mỗi hộ dân có thêm nguồn thu nhập và xây dựng nguồn quỹ chung cho các hoạt động của mỗi cộng đồng. Tính từ năm 2014 đến nay, số tiền dịch vụ môi trường rừng được chi trả tại Nậm Cang lên đến 9 tỷ 500 triệu đồng. Cụ thể, Ban Quản lý rừng phòng hộ chi trả cho 8 cộng đồng quản lý bảo vệ rừng số tiền 6,6 tỷ đồng. Tiền dịch vụ môi trường rừng chi trả cho chủ rừng là Ủy ban nhân dân xã Nậm Cang 1,2 tỷ đồng và chi trả cho 81 hộ dân tham gia bảo vệ rừng là 1,7 tỷ đồng. Tính trung bình mỗi năm, một hộ gia đình ở Nậm Cang nhận được khoảng 10 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Số tiền này người dân mỗi thôn bản thống nhất phương án sử dụng, 70% được trả cho hộ gia đình, 30% còn lại được dùng xây dựng quỹ để sử dụng cho các công việc chung của thôn bản. Các thôn bản cũng xây dựng hương ước trong việc sử dụng nguồn dịch vụ môi trường rừng cũng như việc bảo vệ rừng hàng năm. Trong những năm qua, người dân xã Nậm Cang đã sử dụng tiền để làm đường giao thông nông thôn nội thôn, lắp điện chiếu sáng đường giao thông các thôn bản, lắp hệ thống camera giám sát các tuyến giao thông vào thôn bản. Để giúp hội viên phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế so đói giảm nghèo, Hội Phụ nữ huyện Simacai đã tích cực vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chỉ đạo các chi hội cơ sở duy trì, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế như câu lạc bộ phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ giúp nhau thoát nghèo vươn lên làm giàu. Đến nay trên địa bàn huyện đã có cả trăm mô hình phát triển kinh tế đa dạng hiệu quả do chị em làm chủ. Đây là mô hình nuôi lợn đen bản địa của chị Cư Thị Bằng, thôn Ngã Ba, xã Mản Thần, sau khi tìm hiểu, nhận thấy giống lợn đen bản địa là giống lợn cho giá trị kinh tế cao, chị quyết định đầu tư chăn nuôi lợn. Được tiếp cận nguồn vốn theo nghị quyết 22 của tỉnh ủy Lào Cai năm 2016, chị bắt đầu triển khai làm trường trại mua con giống chăn nuôi. Mỗi năm, chị xuất chuồng hai lứa lợn, mỗi lứa thu nhập được 150 triệu đồng. Khi đã có nguồn vốn, chị tiếp tục đầu tư nuôi trâu cùng chồng mở dịch vụ buôn bán vật liệu xây dựng. Từ những công việc này đã giúp gia đình chị Bằng có thêm thu nhập. Năm 2017, chị đã xây được ngôi nhà mới khang trang trị giá 1 tỷ đồng. Ngày trước mới lấy nhau, vợ chồng ra ở riêng nghèo lắm, phải làm cái lán để ở. Để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, mình suy nghĩ mãi tìm hướng để làm. Cuối cùng mình đã chọn nuôi lợn đen bản địa này. Mỗi năm thu nhập được cũng khá, tích lũy xây dựng được nhà cửa và còn giúp một số chị em khác có nguồn vốn, con giống để biết cách phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Còn đây là mô hình trồng cây tam thất của chị Vũ Thị Nhung ở xã Màn Thần. Loại cây này phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, giá trị kinh tế lại cao. Bằng sự cần cù chịu khó, quyết tâm của mình kết hợp với sự hỗ trợ nguồn vốn của nhà nước. Năm 2014, chị Nhung bắt tay vào trồng cây tam thất trên diện tích gần 1 hecta. Hiện nay cây tam thất phát triển tốt, đã cho thu hái hoa, một số ít diện tích trồng sớm đã thu hoạch cổ đưa cây tam thất về trồng thành công trên những diện tích đất gần như bỏ hoang trước đây niềm hy vọng lớn của chị không chỉ là mang lại thu nhập ổn định cho gia đình mà chị còn mong muốn giúp chị em khác trong thôn vươn lên xóa đói giảm nghèo từ cây tam thất từ khi chúng tôi trồng cái cây tam thất thì cái nguồn thu nhập của gia đình chúng tôi là ổn định hơn. bên cạnh đó thì cũng giúp chúng tôi là, cũng tạo chúng tôi cũng tạo một công an việc làm ổn định cho nhân dân và địa phương bà con ở địa phương và định hướng trong tương lai thì chúng tôi sẽ chuyển giao cái công nghệ hướng dẫn cái cách trồng và chăm sóc cái cây này cho bà con nhân dân để nhân rộng mô hình này. huyện chúng tôi thì giúp nhau thoát nghèo xóa đói giảm nghèo thì bằng những việc làm cụ thể khi mà chỉ đạo giúp con giống là con giống gì căn cứ vào cái tình hình thực tế của cái hộ gia đình mà cần giúp thoát nghèo ấy là chúng các em, hộ gia đình đấy là thiếu ngày công lao động thiếu nhân lực lao động thiếu con giống hoặc thiếu nguồn vốn thì là chúng tôi căn cứ vào đấy để chỉ đạo triển khai. Có thể thấy những Nhưng mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ, nhất dạ. là chị em đồng bào dân tộc thiểu số ở Simacai đã đạt được những kết quả cụ thể, tạo được hiệu ứng tốt, lan rộng ra trong gia đình, thôn bản, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa so đói giảm nghèo và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm nỗ lực kêu gọi đầu tư, đến nay huyện Bảo Yên đã có 3 nhà máy chiết xuất tinh dầu quế và xả, đảm bảo tiêu thụ hết lượng cành lá quế chặt tỉa cho nông dân trong đó hai nhà máy chuyên chiết xuất tinh dầu quế được đặt tại xã Tân Dương và Phố Giàng, một nhà máy chiết xuất tinh dầu xả và quế được đặt tại xã Vĩnh Yên. Theo công suất thiết kế, mỗi nhà máy cần khoảng 15.000 tấn cành lá quế mỗi năm. Tại thời điểm này, nông dân huyện Bảo Yên đang cung ứng cành lá quế bán cho các nhà máy chiết xuất là 2.300 đồng mỗi kg và 1.900 đồng mỗi kg đối với lá xả. Quế vỏ khô đang được các đơn vị thu mua vào khoảng 60.000 đồng mỗi kg, cao hơn nhiều so với cùng thời điểm này năm trước mang lại nguồn thu nhập cao cho nông dân. Trong kế hoạch năm 2020 và 2021, các địa phương trong vùng nguyên liệu trồng xả sẽ tập trung phát triển mở rộng diện tích lên khoảng 500 ha, đảm bảo đủ nguyên liệu cho nhà máy hoạt động. Riêng đối với cây quế, huyện Bảo Yên đã trồng vượt diện tích, vì vậy nông dân sẽ tập trung cho việc nâng cao chất lượng rừng quế nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu cho các nhà máy hoạt động. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao trong 9 tháng của năm nay, Sở Lao động Thương minh và Xã hội tỉnh Lào Cai tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác giải quyết trợ cấp xã hội cho những đối tượng được thụ hưởng kịp thời, đúng quy định. Qua đó có phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Tính đến hết tháng 9 của năm nay, toàn tỉnh có 13.420 đối tượng đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thường xuyên, trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, người cao tuổi, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, người đơn thân nuôi con nhỏ, Người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo, tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên trong 9 tháng của năm là trên 43 tỷ 840 triệu đồng. 100% đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh miễn phí. Cùng với việc thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách của Đảng, nhà nước cho các đối tượng được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội thường xuyên theo quy định. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai còn có thêm các địa chỉ tin cậy cho những người thuộc diện trợ cấp xã hội và những người thuộc nhóm yếu thế, lưu trú, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Tới đây bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.